Các bạn ơi, đây là mình nhà, đây là một cái công đoạn mà buổi tối trước khi đi ngủ mình đã sẽ chuẩn bị những cái món ăn để sáng hôm sau mình sẵn ăn. Hôm thì mình sẽ nấu chè, hôm trước thì mình nấu chè khoai lang, là mình chuẩn bị trước các nguyên liệu sáng xong mình sẵn nấu. Hôm nay thì mình làm lại nấu xôi, vì bé nhà mình nó hay ăn xôi. Để nấu món xôi này thì hôm nay mình chuẩn bị những nguyên liệu thì rất là đơn giản thôi, vì gia đình mình có 2 người và một em bé là 3, 2 người lớn. Làm như này thì mình sẽ được 3 bát xôi con ăn buổi sáng. Hôm nay mình sẽ làm món này, gọi là món xôi ngô. Vì sao mình lại nói là xôi ngô? Ở đây mình lại chuẩn bị một chút đậu xanh, vì mình muốn là có một vài cái hạt đậu xanh vàng vàng, nó sẽ quyện vào ngô và xôi ăn sẽ ngon hơn. Nên mình dùng đây khoảng một đây khoảng một thìa ăn phở đầy đậu xanh. Và ở đây một bát con gạo. Cần này là khoảng một bát con gạo các bạn ạ, khoảng 250 g gạo lếp và một bắp ngô. Các bạn có thể cho nhiều ngô hơn, nhưng mà mình chỉ nấu 3 bát xôi nên mình xôi con ấy, xôi bát ăn cơm ấy, nên mình chuẩn bị một bắp ngô lếp như thế này và một chút muối và một chút bột nghệ để cho món xôi của chúng ta vàng hơn một chút. Nếu các bạn muốn để màu trắng tự nhiên thì các bạn không cần phải cho bột nghệ, nhưng mình thích cái màu của xôi nó vàng thêm một chút nên mình sẽ cho thêm một chút bột nghệ. Trước tiên là về phần gạo thì mình sẽ đi rửa gạo, mình sẽ đi vo gạo thật sạch. Sau đó các bạn sẽ cho nước vào gạo và mình ngâm từ buổi tối hôm trước đến sáng hôm sau là khoảng 8 tiếng. Còn cái phần đậu xanh này rất là ít như thế này thì trước khi mà ngủ dậy thì tầm 6 giờ thì các bạn hoặc là 5 giờ thì các bạn ngâm với nước ấm. Các bạn chỉ cần ngâm với nước ấm khoảng 1 đến 2 tiếng là được. Còn cái phần ngô này thì các bạn sẽ bẻ làm đôi. Và các bạn bẻ lấy hạt. Sau đó các bạn rửa sạch, các bạn để ráo nước. Nếu mình để qua đêm mà các bạn sợ ngô chúng ta hỏng thì các bạn cất vào trong tủ lạnh, cho cái hộp cất trong tủ lạnh, sáng hôm sau mình sẵn nấu cùng với xôi. Vậy trước tiên mình sẽ đi vo gạo và mình ngâm gạo đấy nhé. Khi vo xong gạo thì mình sẽ cho khoảng nửa thìa cà phê muối vào để cho gạo của chúng ta ngâm qua đêm nó sẽ không bị chua, và các bạn cho 1/4 thìa bột nghệ vào. Các bạn đảo đều nhẹ nhàng thôi nhé, để cho bột nghệ tan và muối tan. Rồi, như thế là mình xong cái phần ngâm gạo rồi. Còn mình sẽ đi vẽ luôn. Vẽ luôn ngô. Rồi mình rửa sạch và mình để vào trong cái hộp, mình đậy nắp lại, cất vào tủ lạnh, sáng mai mấy mai mình sẵn dùng. Còn cái phần đậu xanh này thì các bạn cứ để đấy, sáng sớm thì mình ngâm với một ít nước ấm là được. Đây, sáng sau mình sẽ quay lại nhé các bạn nhé. Phần vẽ ngô và phần ngâm đậu xanh mình sẽ không nói nữa. Cái đấy rất là đơn giản thôi. Sau khi gạo, đỗ và ngô mình đã sơ chế xong, bây giờ mình mang đi nấu nha các bạn nhé. Trước khi nấu thì mình sẽ xả nước thật sạch và mình sẽ đi nấu. Ở đây mình dùng thêm một miếng dừa tươi này. Mình sẽ không dùng nước cốt dừa, mình dùng dừa tươi mình nạo, bào và mình sẽ cho vào cùng các nguyên liệu này mình nấu cùng. Để khi ăn mình có cảm giác có một chút dừa trong miệng rất rất là ngon. Còn cái phần ngô này mình đãi sạch và mình cũng đi luộc qua trước, sau đó mình sẽ trộn vào đỗ và gạo và dừa để mình đi nấu. Các bạn hôm nay mình nấu một cách nó đơn giản hơn, là mình sẽ không dùng đỗ vò nữa mà đỗ lắm thành miếng như là xôi mò ấy, mà mình sẽ dùng một chút đỗ này mình trộn lẫn để mình nấu cùng. Bây trước tiên mình đi rửa sạch lại nguyên liệu đã nhé. Như thế này là mình đã sơ chế xong cái phần nguyên liệu rồi các bạn ạ. Đây một chút dừa bào đây. Còn bây giờ mình đang luộc qua cái phần ngô, rồi sau đó mình sẽ trộn lẫn vào các nguyên liệu này vào một chút muối để mình đi đồ chín nhá, hấp chín nhá. Đây mình sẽ quay xem nồi ngô mình luộc đến đâu rồi, chín chưa. Ngô các bạn rửa sạch và các bạn luộc để cho hạt ngô chúng ta mọng hơn, và nó giữ được cái nước ở trong cái hạt ngô, và khi mình đi hấp nó cũng nhanh chín hơn. Khi mình trộn với gạo thì nó sẽ nhanh chín hơn. Mình chỉ luộc đến khi mà ngô chúng ta vừa kịp
căng mọng là được, nghĩa là nước sủi được khoảng 1 đến 2 phút là được. Sau đó các bạn rửa sạch lại và bỏ hết cái dâu ngô đi nhé, mày ngô đi nhé. Khi nước đã sủi được một lúc như này rồi, khoảng 1 đến 2 phút như này rồi, và hạt ngô chúng ta đã trong lên như này rồi là được rồi. Mình sẽ tắt bếp đi và mình đi rửa sạch nhé. Đây mình đã xong phần sơ chế ngô rồi, bây giờ mình đi trộn nguyên liệu nào và mình hấp nhé. Bây giờ mình tiến hành mình trộn nguyên liệu để mình hấp nhé. Các bạn lưu ý là nếu mà là các bạn làm xôi ngô theo cách thông thường là mình không trộn đậu xanh cùng luôn, và mình dùng nước cốt dừa cũng không dùng dừa bào này. Và khi mà nấu chín thì cái phần đậu xanh mình hấp xong mình bo lại như xôi bò, xong mình sẽ cắt lên trên. Nhưng hôm nay mình làm theo cách của mình, gia đình mình hay ăn mà rất là nhanh, rất là gọn mà ăn rất là ngon. Nó hơi khác một chút nhưng về cơ bản ăn rất là thơm ngon các bạn. Các bạn trộn ngô, gạo với đỗ. Đỗ tùy theo các bạn dùng nhiều hay ít nhé. Mình hôm nay mình chỉ dùng một ít đỗ này thôi để tăng thêm cái vị ngon thôi, chứ không nhiều quá nó sẽ khô, vì ngô đã vào rồi nó đã làm cho khô rồi, bây giờ lại còn đỗ nữa. Rồi bây giờ tiếp tục mình cho ngô vào nữa. Ngô mình đã đồ chín, mình đã luộc chín rồi, chín tới ấy. Rồi bây giờ mình cũng đảo đều. Và bây giờ mình sẽ cho một thìa muối. Đây khoảng một thìa muối như này thôi. Mình sẽ sắc đều lên. Sắc này vừa đều mà lại làm cho cái nước nó sẽ sắc bớt đi, sẽ không còn nước rồi, đọng lại ở dưới nữa. Rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ mang đi mình hấp nhá, hấp cách thủy. Các bạn đun sôi một nồi nước xong mình mới cho vào mình hấp nhé. Các bạn không hấp khi mà nước chưa sôi nhé. Khi nước sôi các bạn cho luôn vào hấp như này. Và với cần này gạo thì mình khoảng bát con gạo như này, và 1/3 bát ngô và một chút đỗ như này thì mình sẽ chỉ hấp trong khoảng 20 đến 25 phút là chín nhé. Khi ăn thì các bạn cho hành phi và ruốc lên ăn cùng. Nếu các bạn thích ăn muối vừng cho muối vừng lên ăn cùng, ví dụ như vậy, và rắc một chút mỡ gà lên ăn sẽ rất là ngon. Khoảng 15 phút mình kiểm tra sôi một lần nhé. Các bạn đảo nhẹ lên cho mình để cho cái phần dưới phần trên nó trộn lại với nhau và để cho sôi chúng ta chín đều. Và bây giờ mình sẽ cho luôn, vì hôm nay rất là ít nên mình trộn như này được, còn nếu mà nhiều thì các bạn chỉ cần châm thôi. Bây giờ mình cho thêm luôn cái phần mỡ gà. Các bạn cho mình khoảng hơn một thìa mỡ gà. Các bạn đảo đều lên. Tí nữa ăn các bạn có thể cho thêm mỡ gà hoặc là không cần cho cũng được, vì mình cho ở đây rồi. Mình đảo đều cho mỡ quyện vào sôi, để cho sôi chúng ta mềm hơn, ngon hơn, ngậy ngậy. Và mình sẽ hấp thêm khoảng 10 phút nữa, là tầm 25 phút là sôi chúng ta sẽ chín đều, ăn sẽ rất là ngon. Có mỡ gà vào thì, hoặc là các bạn cho dầu ăn ấy, thì sôi sẽ rất là mềm và dẻo. Nấu sôi phải cho một chút dầu ăn hoặc chút mỡ thì nó mới ngon các bạn ạ. Mình cho khá nhiều mỡ gà như này rồi thì tí nữa khi ăn mình không cần phải dưới lên nữa. Còn nếu các bạn thích ăn ngậy hơn thì các bạn vẫn có thể dưới thêm một chút nữa. Rồi bây giờ mình đậy lại nhé, để cho sôi chúng ta bồng hơi ở dưới lên, chín đều là được. Khoảng 25 phút tính từ thời gian mình mà cho gạo vào ấy, mình sẽ kiểm tra lại nhé, xem được chưa nhé. Và mình tắt bếp. Bạn thấy không, hạt gạo mềm ra này và không hề có nhân ở trong là được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình múc ra và mình sẽ cho ruốc và hành phi lên trên nhé, để thưởng thức nhé. Một bữa ăn sáng của nhà mình chỉ gồm có một đĩa xôi nhỏ như này thôi các bạn ạ, và một ít ruốc, ít hành. Và nếu các bạn muốn tăng thêm năng lượng thì mình cho thêm một hộp sữa tươi nữa. Nếu sợ béo thì các bạn bỏ sữa tươi không được. Là mình đã có một bữa sáng rất là ngon lành rồi.
này mình làm được khoảng 3 đến 4 đĩa xôi bình thường như thế này. Bây giờ mình sẽ ra mình cho ruốc lên nhé. Các bạn ơi, mình rắc một chút hành phi lên trên này và ruốc này. Ruốc mình toàn làm sẵn để mình ăn này, hành phi cũng vậy. Vì lúc trước mình đã dưới mỡ gà rồi cho nên mình không dưới nữa. Vì mình cảm thấy như thế là đủ độ ngậy rồi. Còn nếu các bạn thích thì các bạn dưới một chút mỡ gà lên trên nữa. Như này là mình đã làm xong món xôi ngô rồi đấy các bạn ạ. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm món xôi bò nhé. Để làm món xôi bò này thì nguyên liệu rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình này, gạo lếp này, nếp cái hoa vàng, khoảng 1 cân gạo lếp này. Các bạn ngâm qua đêm, cho nó hạt gạo chúng ta lở hết ra. Và khi mà các bạn bấm tay vào, các bạn hạt gạo té mua ra như này là được. Còn đỗ nhỏ thì các bạn ngâm cho mình khoảng 5 tiếng. Đỗ nhỏ này. Và ở đây mình có 1/3 bát mỡ. Đây là bát mỡ gà và một thìa ăn phở muối. Bây giờ mình sẽ đi đồ xôi trước, đồ đỗ trước, nghĩa là mình đi hấp đỗ trước các bạn ạ. Sau đó hấp xong đỗ thì mình sẽ bỏ đỗ ra cho nó nguội và bay bớt hơi, sau đó mình sẽ trộn với gạo. Các bạn cho mình 1/3 chỗ muối này thôi. Các bạn trộn với đỗ. Đây là nửa cân đỗ và 1 cân gạo các bạn ạ. Tỷ lệ như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi hấp luôn đỗ nhé. Để hấp đỗ thì các bạn đun sôi cho mình một cái nồi nước như thế này và có cái vỉ hấp này. Các bạn cho đỗ vào, các bạn hấp. Các bạn hấp chỉ hấp trong 20 phút thôi nhé. Các bạn không hấp nhiều. Hấp lâu quá là đỗ của chúng ta sẽ không còn bở mà sẽ thành nát. Và trước khi hấp thì các bạn làm giống mình. Các bạn vo sạch đỗ và các bạn để ráo thật nước và lúc đấy mình ướp với một chút sóc với một chút muối. Rồi bây giờ là khoảng 20 phút sau mình sẽ quay lại nhé. Các bạn ơi, sau 20 phút mình sẽ kiểm tra đỗ nhé, xem được chưa nhé. Các bạn sờ vào hạt đỗ này, các bạn bóp ra này, nhuyễn như này là được rồi đấy ạ. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình để cho nó nguội. Rồi sau đó các bạn đi xay nhé. Các bạn vì dùng ít như này, nấu ít như này nên mình khi mà nấu các bạn mình không cần phải đảo mà đỗ cũng đã tự chín như hết như này. Còn nếu nấu nhiều thì khi mà nấu được khoảng 10 phút các bạn nên đảo nhé, để cho phía dưới và phía trên nó sẽ đều chín hết. Còn bây giờ mình sẽ đảo để cho bay bớt hơi đi, để nguội tí nữa mình sẽ đi xay. Mình dùng máy xay sinh tố mình xay để cho đỗ của chúng ta. Nát đi. Rồi nhé, bây giờ đợi nguội đấy nhé. Bây giờ bỏ ra đấy, để cho nước ở dưới nó không bốc hơi lên cho nguội. Đây, phần đầu xanh mình sẽ để bên cạnh cho nguội nhé. Còn phần gạo lếp này thì các bạn sẽ cho muối vào, cho cái phần muối còn lại mình để lại vào. Các bạn xóc đều lên, xóc đều lên. Rồi, để tí nữa mình sẽ đi đồ cùng với phần xôi, phần đỗ đã xay nhé. Đợi đỗ nguội đã, sau mình sẽ đi nghiền nát đỗ hoặc là bóp lát đỗ, hoặc là cho vào cái cối bằng giã. Rồi sau mình lấy lửa sủ đỗ, nó đã chín rồi đấy, mình cho vào trộn mấy gạo để mình đi đồ lên. Còn nửa số còn lại các bạn để lại, để tí nữa lúc nào xong thì mình sẽ rắc lại cùng với đỗ sau, với gạo sau nhé. Đây là món xôi bò cho nên ăn để hạt gạo và nó quyện vào đỗ nhưng mà nó lại rời ra chứ không bị dính như là món xôi xéo hay là những món xôi thường các bạn ạ. Khi đỗ của chúng ta đã nguội như này rồi, bây giờ mình sẽ cho máy xay mình xay nhé các bạn nhé. Hoặc là các bạn có cối các bạn giã, hoặc là bóp lát cũng được. Các bạn xay luôn nhé. Các bạn, đây là mình đã xay xong rồi này.
và nó đâu mình đã vò qua để cho nó tơi hơn rồi này. Bây giờ mình sẽ chia làm đôi nhé, một lửa mình để lại, tí nữa làm xong thì mình sẽ rắc lên, còn lửa mình sẽ trộn vào, mình sẽ ngạo để mình đi đồ. Các bạn trộn đều với ngạo, xong mình sẽ đi đồ chín, hấp chín nhé. Còn phần đỗ xay còn lại tí nữa, lúc nào mà chín thì mình bỏ ra, mình sẽ rắc lên cội sau. Và bây giờ cái chỗ này mình đi đồ luôn nhá. Xôi vào cho nên hạt gạo và hạt đỗ nó phải không dính vào nhau. Hạt gạo các bạn đun sủi một nồi nước này nhá, các bạn cho sôi vào, các bạn hấp. Với gạo này thì mình hấp từ 25 đến 30 phút nha các bạn nhé. Đến khi hạt gạo chúng ta mềm là được, không còn nhân ở trong ấy. 25 phút sau mình sẽ quay trở lại nhé. Vì hấp ít như này thì các bạn không cần phải chọc đũa vào giữa khi mà được khoảng 10 phút đâu. Sau khoảng 25 phút các bạn kiểm tra cho mình nhé. Các bạn xem hạt đỗ được chưa nhé. Đây các bạn, trong không hề có nhân trắng nữa rồi, là được rồi đấy ạ. Nhưng mà trước khi bỏ ra thì mình sẽ phải dưới mỡ gà lên trên đó. Các bạn dưới cho mình. Các bạn muốn ăn ngọt thì các bạn dưới vài thìa đường lên nhé. Không thì các bạn chỉ dưới cho mình ít mỡ gà lên trên này thôi. Mình không thích ngọt vì món này hôm nay mình làm như này là mình ăn với giò, lụa. Thế nên mình sẽ không cho đường, còn bình thường là món xôi bò này nó phải hơi ngọt một chút. Các bạn cho khoảng 2 thìa đường rắc lên trên. Và sau đó các bạn mới đổ dầu ăn vào như mình. À mình nhầm, đổ mỡ gà. Nếu mà bình thường ấy, nếu các bạn không ăn thích ăn mỡ gà thì các bạn cho dầu ăn cũng được ấy. Vì những món xôi khác là mình cho dầu ăn. Món này thì mình cho mỡ gà. Cho nó ngậy. Đảo đều các bạn ạ, sau đó các bạn hấp thêm khoảng 5 phút nữa là được. Khi đã đều như này rồi mình sẽ đậy vung lại và mình đun thêm 5 phút nữa nhé. Các bạn lưu ý là món xôi này lúc xôi của chúng ta sủi ấy, được khoảng 5 đến 10 phút ấy, thì các bạn vặn nửa nhỏ hơn nhé, để chín hơi, chứ không cần phải cho nửa to quá. Còn bây giờ thì mình sẽ vặn nửa to một chút để nó bốc hơi lên nhanh, khoảng 5 phút là được. Rồi nhé. Rồi sau đó mình sẽ mang ra để mình trộn với cái phần đỗ còn lại. Bây giờ được rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Và khi mà xôi của chúng ta đang nóng như thế này, các bạn cho luôn cái phần đỗ còn lại vào nhé. Các bạn trộn để cho nó tơi ra nhé. Vì món xôi vò này thì phải tơi. Đây nhé các bạn nhé. Đổ luôn vào, các bạn đổ từ từ thôi, từng ít một. Rồi mình trộn. Xôi đang nóng như này, các bạn đảo như này thì nó sẽ bay hơi vào nguội và hơi nước cũng bốc đi bớt, thì nó sẽ tơi hơn. Và mình cho xôi nóng vậy, cho đỗ nguội như này vào thì nó sẽ bám một lớp đỗ vào xôi, ăn sẽ rất là ngon. Mình đổ những cái phần còn lại vào, dần dần đổ vào rồi mình trộn đều. Bạn cứ trộn như vậy đến hết nhé. Còn một ít nữa mình sẽ bỏ ra ngoài mình trộn nhé. Không khí hơi nước ở dưới nó bốc lên thì sẽ lâu khô. Mình sẽ trộn nốt cái phần đỗ còn lại vào là được các bạn nhé. Mình múc bớt sang bên cái đâu này nhé, để cho nó nhanh nguội và trộn nó dễ hơn, sẽ tơi hơn. Món xôi bò này là
món xôi mà hạt gạo hạt đỗ này nó có một chút đỗ nó bám vào bề mặt gạo và xôi, chúng ta sẽ tơi nhưng không phải là món xôi như bình thường. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nha các bạn, nhìn này các rất là ngon rồi, hạt gạo hạt đỗ của chúng ta không còn hạt đỗ nữa mà phần đỗ nó, chúng ta xay nhỏ ấy, nó bám trên mặt xôi nhìn màu vàng rất là đẹp rồi. Cái xôi của chúng, hạt gạo của chúng ta không hề dính vào, nhìn rất là ngon này rồi. Các bạn ăn kèm với, hôm nay mình ăn kèm với giò lụa nhé, rất là ngon rồi. Đây là mình đã làm xong món xôi bò rồi đây các bạn ạ. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.